Chúng tôi là Vũ Hoàng Hải, là một cựu thuyền nhân bị cưỡng bức tị nạn từ trại Thái Lan. Chuyến vượt biên của chúng tôi khởi hành từ Cà Mau, tức là cửa Ông Trang, và bắt đầu đi từ ngày mùng 7 tháng 12 năm 1989. Thì chuyến tàu này á, khi đi á, thì đi gần tới Hòn Khoai thì bắt đầu là thuyền cái tàu không đi được. Mà thực sự đây không phải là chiếc tàu vượt biên, gọi là tàu cà giom, tức là cái mũi nó mũi bè chứ không phải là mũi thẳng. Và cái tàu này bề ngang là 3,5 m, bề dài là 16 m. Thì khi tàu này đi đến gần Hòn Khoai là tự nhiên sóng đánh quá đi, thì tự nhiên có một số người là muốn về, đàn bà con gái muốn về, nhưng một số quyết chí phải đi. Chúng tôi quyết chí phải đi. Thì khi chúng tôi đi như vậy thì coi như là tàu bị gãy láp, tức là cái bánh lái đó không gãy láp, tức là không có hướng đi được nữa. Và bắt đầu tụi tôi đã quyết định là phải đi. Thì khi đi như vậy đó, thì qua một đêm tàu không có bánh lái, và cái đêm hôm đó là tưởng tàu đã chết rồi. Và tàu chúng tôi là, tuy là bề ngang 3,5 m, bề dài 16 m, nhưng mà tới 164 người, một cái kỷ lục của những người vượt biên. Và một đêm định mệnh đã tới. Đêm hôm đó vì tàu không có lá, không có hướng, và bị sóng ngang nữa, và chiếc tàu đã bị đánh, bị gió thổi ngang, và chiếc tàu cứ kêu có kẹt, những cái thớ gỗ nó xoắn với nhau, và tất cả ở trong tàu đều la hét hết. Và lúc đó chúng ta mới thấy, khi tử thần gần đến, chúng ta mới thấy rằng cuộc sống của con người như thế nào. Và khi đi ra Hòn Khoai, chúng tôi mới phát hiện là cái tàu này không phải là tàu đi biển. Họ không phải tổ chức đi vượt biên, mà tổ chức là họ đi để lấy tiền. Bởi vì mỗi người đi như vậy, khi ra cửa biển phải đóng một cây. Rồi họ đưa cái tàu đó vô Hòn Khoai, là bắt đầu họ tịch thu tất cả các tài sản của những người mang theo. Đồng thời là bắt lại đưa vô trại tù, mỗi người phải chi ra vài chỉ đường để ra. Thì rõ ràng đây không phải là một cuộc vượt biên mà gọi là theo hợp đồng, nhưng thật sự đây là một cái bẫy do những công an, những đường dây đó họ ra. Chủ yếu là họ cướp vàng của những người, chứ không phải đây là một tổ chức vượt biên thật sự. Thì khi tàu đi như vậy đó, qua một đêm, và tất cả đều hoảng loạn hết. Thì trong giây phút đó, chúng tôi là những thanh niên, năm đó mới khoảng 24-25 thôi, thì tất cả đều đồng lòng hết. Và bắt đầu chúng tôi mới chia ra, tại vì trên cái tàu đó nó có hàng bên hai cái bên hông của tàu nó có cái thanh gỗ để nắm á, thì chúng tôi mới tạ ngồi hết, tất cả các thanh niên ngồi sát với nhau, là dùng hai cánh tay ấy, coi như là rị lại giống như một cái dây vô hình á, để làm ba hàng. Và khi cái tàu lắc qua bên đây á, thì nhưng nó bị cái dây vô hình nó gằng lại, nó lắc qua vậy, còn một lấy thăng bằng lại. Thì chúng tôi đi như vậy thì khoảng 2-3 ngày sau thì coi như là hết lương thực, và gần gần 2 ngày là hết nước. Thì bắt đầu chúng tôi từ xa thấy có 3 chiếc tàu hải tặc tới. Chúng tôi có đi theo mang ống nhòm mà. Thì khi hải tặc gần tới, chúng tôi bàn lại tất cả thanh niên lên trên tàu hết, và thủ, nếu mà trường hợp hải tặc nhào vô là chúng tôi sẽ quyết định là phải chơi tới cùng thôi. Thì tất cả khoảng, tại vì chúng tôi 164 người, nhưng mà khoảng 100 thanh niên dân Kiên Giang mà to đen ngồi trên hết. Thì trước 3 chiếc tàu hải tặc nó đi tới thì khoảng một hơn 100 m thì không thấy, nó không không ghé vô mà nó đi luôn. Anh nghĩ tại sao họ đi luôn? Thì chúng tôi nghĩ là tại vì khi mà một số anh em đi vượt biên mà họ có kinh nghiệm á, là khi gặp như vậy, thứ nhất là lực lượng của mình đó là phải đưa hết lên tàu. Chúng tôi tới hơn 100 người, 100 thanh niên. Cái thứ hai là ở những boong tàu á, mấy người cầm cái cây á, cứ chỉ vô cái hông á, giống như cái súng vậy đó, là uy hiếp đám hải tặc. Và những người kinh nghiệm đi trước cho biết rằng hải tặc thực sự đều không có nhiều, chỉ 5-7 người trên một chiếc tàu mà thôi. Thì 3 chiếc nó nhỏ lắm, chúng tôi dự chọn khoảng 20 người mà chúng tôi tới hơn 100 người lận. Và trong đó thì ai cũng ở trong cái cầm cái cây, cái chĩa nó giống như cái súng vậy đó. Và bắt đầu khoảng hơn 100 mét thì 3 chiếc hải tặc không tới. Nhưng mà khi chúng tôi đi vậy ban đêm á, tôi biết cái đêm đó mà khi mà tàu mà nó bị gãy láp nó không đi được á, ban đêm thì tôi phải đứng lên trên cái boong tàu mà anh Chanh hiện nay đang ở Cali nè. Tôi đứng thì anh mới cầm hai chân tôi, thì tôi hét. Vừa hét la xong rồi cầm cái quần áo đốt cháy là cứ quay nè để cho tàu nó tới. Nhưng mà nguyên một đêm rất nhiều tàu đi ngang mà nó không tàu nào nó tới hết. Đến buổi sáng chúng tôi thấy được cái tàu Canada mang lá cờ Canada đi ngang qua mà họ không 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 tới. Một số tàu thì xa không thấy cờ mà họ không tới. Cái họ bỏ mặc cho người tị nạn luôn. Thì đó chúng tôi quyết định chúng tôi phải đi.
Thì kế tiếp là chúng tôi đi như vậy đó, thì khoảng 2 ngày thì hết nước rồi. Chúng tôi biết nếu mà không đi được chắc chắn sẽ chết. Mà trong quá trình vượt biên như vậy, chúng ta đi là đi những loại biển đen. Khi quý vị nào chưa đi vượt biên thì chưa hiểu, đi vượt biên thấy biển đen như thế nào. Cái nước nó đặc sệt, nó đen lắm, nó đen như mực vậy đó. Mà chiếc tàu mình nó cứ ngấp nhô, nó cứ lên xuống vậy. Thì 2 ngày hết nước rồi thì bắt đầu chúng tôi thấy chim bay. Thì theo kinh nghiệm một số anh hải quân mà nếu thấy chim bay thì chắc chắn là gần đảo. Thì khi tàu đến gần đến, tụi tôi mới bàn với nhau. Những anh em mà lớn tuổi biết tiếng Anh á, bảo bây giờ thứ nhất á, là tàu mình phải nói là mình đi hơn một tháng rồi. Vì có như vậy á, vì sao chúng tôi phải nói như vậy? Vì trước đó có những thông tin là có một số tàu mà đi vào Thái Lan người ta không cho vào. Họ xuống kiểm tra là tàu còn khả năng đi được, còn đủ nước lương thực là không cho đi. Nhưng mà anh em mới bảo bàn nhau là bây giờ, thứ nhất là bàn với nhau là tất cả mọi người phải nói đi hơn một tháng. Thứ hai là lương thực và nước hết rồi, mà thật sự lương thực và nước hết rồi. Nhưng chỉ có thời gian thôi. Thì đầu tiên là khi xuống, chúng tôi để cho 2 người đi xuống là anh Nguyễn Đức Vinh và anh Sơn. Thì Nguyễn Đức Vinh thì giỏi tiếng Anh, hiện nay anh đang ở Úc. Thì 2 người mới xuống bãi cát một cái là tự nhiên tôi thấy lâu quá không xuống. Tôi cử thêm 4 người nữa anh em xuống là ông Vũ Minh Tâm, tôi với thêm 2 người nữa xuống, Vinh Cao nữa xuống. Xuống một cái thì tôi thấy lúc đó tự nhiên mất là một khoảng một thời sau là ông Chính, ông tỉnh trưởng tỉnh Sông La cũng xuống. Ông xuống nói chuyện với ông Vinh, với ông Minh Tâm, những người nói tiếng Anh giỏi á. Xong xuôi bắt đầu thì ông phỏng vấn là thế nào, chúng tôi bảo chúng tôi đi hơn một tháng rồi, hết nước lương thực rồi. Mà tàu thì nhiều lắm. Ông hỏi có con gái, con nít đàn bà và cũng có. Lúc đó lính Thái nó dàn thằng ngang cầm súng là nó không cho ai vô đó, khoát không cho vô mà chữ lệnh được vô. Cái rồi tôi ngồi bàn với nhau hồi ông bảo không quyết định cho vô. Thì tôi là người đứng ra đếm từng người. Và tôi đếm cuối cùng á, có cái con số cuối cùng 164 là người em trai của tôi là nằm mệt trong tàu không ra nổi, ra cuối cùng 164 người. Lúc đó chúng tôi mới biết là con tàu là 164 người. Và bắt đầu vào đó một giờ đêm thì bắt đầu là tàu quân sự mới chở vô đảo Sông La. Thì tàu chúng tôi ban tối mới vào thì ngày hôm sau cầu ý vào liền. Và cái ông Văn Thái là người Thái gốc Việt. Ông ta là qua Thái từ lâu rồi. Nói tiếng Việt trọ trẻ lắm. Ông mới nói, tụi bay biết không? Mới mấy ngày nay là xác chết trên biển rất là nhiều. Mà chính tụi tao biết, ông nói chuyện cho tao biết là ai bắn. Nhưng mà tụi tao không có bằng chứng. Và tụi bay may mắn lắm mới được vô đây đó. Chúng tôi ở đó là ngày 14 tháng 12 và đến ngày 25 tháng Giêng 90 chúng tôi chuyển lên trại Panat Nikhon. Cái điều ở đây rất là đau buồn là theo chương trình hành động toàn diện CPA, có nghĩa là tất cả các thuyền nhân qua các trại Đông Nam Á trước ngày 14 tháng 3 năm 89 đương nhiên hưởng quyền tị nạn. Cả những ai đi sau ngày 14 tháng 3 năm 89 phải trải qua thanh lọc. Nhưng điều oái âm thay, họ họp là họp ngày 14 tháng 6 năm 89 nhưng lại áp dụng vào ngày 14 tháng 3 năm 89. Tức là họp sau nhưng mà lấy cái mốc trước, đó có điều oái âm cho rất nhiều người bị rất oan. Mà Thái Lan cũng là cái nơi mà khắt khe nhất, đau thương nhất. Bởi vì sao? Bởi vì qua Thái Lan không phải bằng con đường thuyền nhân, bằng đường biển mà cả đường bộ. Một số người đi bộ qua. Và thời điểm đó chúng ta biết rằng là bộ đội Việt Nam đã tiến sâu vào Thái Lan hơn 5 km. Và thời đó râm ran là làng Việt Cộng sẽ xâm chiếm Thái Lan. Cho nên bằng mọi giá người Thái đã ngăn chặn làn sóng đi bằng con đường hợp pháp cũng như bất hợp pháp. Hợp pháp là những cái tàu nào mà bị được họ trao cho cao ủy thì có cơ may sống. Còn những cái trường hợp mà đi đường bộ, nhất đường bộ họ bắt được đi cái trại gọi là trại quân sự á, có một số đã bị mang vào đường bắn. Mà chúng tôi đã theo dõi chương trình rất đông, nhưng mà chúng tôi biết những chương trình đó mà chưa có bằng chứng cụ thể vấn đề này. Thì những ai nằm trong đó xin gặp chương trình này, chúng ta sẽ đưa ra ánh sáng vấn đề này. Và như chị Bích Trâm đã nói á, chúng tôi đã ước lượng cứ 3 người đi thì 1 người chết. Và thời điểm đó sau khi chấm chương trình này là khoảng 3 triệu người Việt hải ngoại thì 1 triệu người đã nằm trên biển Đông và trong cái rừng. Thì hôm nay chúng tôi xin nói với quý vị rằng là ngày 14 tháng 3 đó là một ngày oan nghiệt cho tất cả những thuyền nhân Việt Nam. Và vì Việt Nam là một nước nhỏ bé, là một nước tiểu quốc, vận mệnh của đất nước Việt Nam, vận mệnh dân tộc Việt Nam có
có một bàn những bàn tay của thế lực bên ngoài sâu xé và định mệnh. Do đó, cái ngày 14 tháng 3 là một ngày rất đau thương cho tất cả những người tị nạn. Đi sau ngày này, chúng ta gọi là ngày PST, tức là Free String of Thailand. Có nghĩa là những người phải trải qua thành lập. Thưa chị, nó là như vậy. Chúng ta bảo chúng tôi những người trốn chạy cộng sản. Mà bây giờ các ông bắt chúng tôi về Việt Nam làm sao? Thì họ nói rằng bây giờ không còn con đường nào để đi nữa. Tất cả mọi người phải về Việt Nam và giải quyết từ Việt Nam. Thì họ có nói manh nha với chương trình Roe. Mà thậm chí một số phái đoàn của Việt Nam, Cộng sản Việt Nam vô chạy. Thì chúng tôi có hỏi ông là nghe Hoa Kỳ nói rằng có chương trình Roe là dành cho những người có cơ hội để đi đó. Thì họ nói họ không biết Roe sạc là cái gì hết. Phía Việt Nam họ nói họ nào không biết chương trình này. Và trong khi đó người Mỹ thì nói rằng cứ về Việt Nam đi sẽ có chương trình này. Và chúng tôi là những người tránh đối tích cực, chúng tôi không chấp nhận trở về. Và bắt đầu nó mới có cái chuyện. Đó là chuyện đẻ ra khu A bị giam. Vào năm 95 thì bên trại mới ra thông báo tất cả những ai không muốn đăng ký hồi hương thì phải đưa sang khu A biệt giam. Trại CQ. Những ai không đăng ký, tức là không đăng ký mà cũng không chống đối thì ở lại khu BC. Họ chia rõ ràng như vậy. Thì lúc đó chúng tôi làm những anh em mà cứ tin đó trở đi là bắt đầu anh em xôn xao lắm. Một số thì muốn đi, một số thì muốn về, hoang mang lắm. Đối với chúng tôi, những người chiến đấu tới cùng, chúng tôi chấp nhận sang khu A. Khu A biệt giam. Tức là thành phần này là thành phần chống đối, thành phần không thể trở về. Và họ có nói rằng những ai qua khu A sẽ bị giới hạn tất cả. Tất cả các hành lý mang không quá 25kg. Không được mang thứ nhất, dao nhọn, kéo, những chất bén nhọn. Không được mang máy móc, không được mang một số đại khái là những cái gì mà không cần thiết. Mà chỉ mang được 25kg thôi. Mà 25kg này chúng ta biết là mỗi người đi là phải có thùng đựng nước nè. Có mùng màn, chăn chiếu, nồi, non, xoong chảo thì nó vừa đủ rồi. Không cho mang dao nhé, kéo, vật nhọn. Là mỗi người 25kg, còn những người ở lại thì vẫn bình yên. Thì chúng tôi là những người không muốn trở về và không thể trở về. Thì bắt đầu chúng tôi mới qua khu A. Tức là khu A biệt giam, họ nói là khu A biệt giam có nghĩa là những người qua đây không được thư từ, không được nhận thư từ, không được qua lại khu BC, không được liên lạc với nhau bằng thư tín. Đại khái họ đưa ra tất cả những cái rào cản. Khi qua khu A biệt giam thì chúng tôi là những người phải nói là tranh đấu. Thì đầu tiên là chúng tôi thu lượm những giấy. Dưới đây là do mấy anh em bên làm bên bệnh viện đó, họ mang qua. Rồi bút chúng tôi có. Rồi bắt đầu anh em quyết định là phải làm một cái gì đó để cho cộng đồng hải ngoại biết rằng là chúng tôi đang chiến đấu. Mà lúc đó thì tôi là đại diện bút nhóm thanh niên và cũng là đại diện cho ban lãnh đạo của Abidjan Giang. Thì bắt đầu tôi quyết định, tại vì lúc đó năm 92 thì khi qua bên Thái Lan thì tôi bút hiệu là Bạch Dương, tôi vẫn viết bài cho Làng Văn, gửi bài qua, lại viết bài cho Dân Chủ Mới của ông Hồ Công Tâm, một số báo. Thì tôi có nhờ ông Đặng Văn Nhâm, lúc đó ông can thiệp cho tôi văn bút quốc tế. Thì cuối cùng chúng tôi đã nhờ ông, và tôi là đại diện cho văn bút, cho các bút nhóm thanh niên tại Thái Lan. Tôi đến quyết định là bây giờ chúng ta phải viết. Viết một cái gì đó để cho tất cả những hậu thế biết rằng cha ông của họ, những người tranh đấu đến cùng. Và thứ hai là phải có tập san này đưa ra hải ngoại để cho hải ngoại biết rằng chúng tôi đang tranh đấu, chúng tôi cần quý vị cứu giúp. Thì chính đó chúng tôi là Bạch Dương, và cái người chủ biên tập san này đó là anh Cao Nguyên, hiện nay đang ở Cali. Và tôi là Bạch Dương, rồi một số Nguyễn Đức Vinh, rồi Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Á, Độc Lập, Hồng Hoang là tập san này. Tập san này là một tập hợp những ngòi bút trẻ ở trong trại tị nạn, viết về cuộc sống hiện tại, viết về những ao ước, viết về những bất công đau khổ của thuyền nhân. Cuối cùng ngày 5 tháng 9 tôi quyết định là tôi trốn ra trại với cha Peter Ramjun Lung Vong. Nhưng mà may rủi thay là tôi đã bị bắt. Trên đường đi tôi bị bắt. Và khi tôi bị bắt như vậy thì họ ghép tôi vào cái tội là xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Vì họ đã ký với nhau sau 14 tháng 2 năm 92, tất cả những ai mà qua Thái Lan đều là di dân bất hợp pháp. Và họ đã đưa tôi ra tòa để trục xuất. Nhưng mà lần thứ ba không đủ bằng chứng, cho nên họ đã đưa lại tôi vào trại. Và hiện nay ông My còn đang sống ở đây. Nếu chú My có coi chương trình này thì có thể nhớ lại.
Và khi tôi trở về trại thì bắt đầu là chương trình cưỡng bức ra đời. Và cái cưỡng bức như này rất là khổ. Có những cái bí mà không ai biết đó là gì. Hàng ngàn người mổ bụng. Em lúc đó A12 là bị đưa về trước, họ quyết định mổ bụng. Mà tụi cảnh sát Thái là nói theo là cứ 4 người bắt một người. Thì hiện nay có 2 người, tức là anh Đại úy Châu là công an, nhưng mà anh đã bỏ hàng ngũ và anh qua lại bên này. Thì khi bị bắt đó, thì anh Châu Vân Thứ, 2 người mới leo lên mái tôn đó. Thì cuối cùng bộ nội vụ Thái với là an ninh của người Việt trong đó leo lên Thái, lên trên mái tôn đó. Họ đá anh Châu từ trên rớt xuống dưới. Mà rớt xuống dưới rồi thì họ vẫn đánh anh Châu. Và cuối cùng anh Châu đã chết. Còn anh Thứ thì từ bên trên nó bị té xuống gãy chân. Đó, thì khi tôi bị bắt thì tôi ở trung tù Trung Vân Thứ. Thì ngày 29 tháng 6 đó, là cái ngày họ cưỡng bức hơn 100 người. Trong đó có những người mổ bụng rất nặng như là anh Nguyễn Minh Trị, rồi anh Dương Hồng Thẩm là bị mổ bụng nặng lắm. Thì họ mới đưa ra bệnh viện Thái đó, kêu để chữa. Còn tất cả là họ, 4 người một người, họ đưa lên xe mặc dù cho máu me. Thì đây là lịch sử đấu tranh mà người Thái, người tị nạn Thái Lan đã đấu tranh. Tôi đến giờ thở cuối cùng ngày 29 tháng 6. Nhưng tuy nhiên, cái ngày này nó không bằng ngày 11 tháng 9. Ngày hôm đó tôi đang trong tù. Thì bắt đầu họ khoảng 3-4 giờ sáng họ cưỡng bức. Hôm nay hàng trăm người mổ bụng. Mà không những thanh niên, đàn bà, con gái, con nít cũng có người mổ nữa. Bởi vì lúc đó trong đó anh em nghĩ rằng là mổ bụng thì họ sẽ không đưa về. Mà bộ họ bụng nặng hơn là A12 nữa. Nhưng mà vì người Thái cũng như là bên Qua Ủy họ đã quyết định là đưa về. Bằng mọi giá họ phải đưa về. Cho nên cái ngày hôm đó là họ tất cả cứ 4 người, ai mổ bụng mà nặng họ chỉ nhét cam rết thôi, bôi cho nhát rằng là đưa máy bay. Và cái ngày mổ bụng nặng nhất là ngày 11 tháng 9 và ngày đưa về Việt Nam là ngày 12 tháng 9. Trong đó là có tôi, đó là đau thương nhất của những tất cả những người bị nạn. Và những tin tức này chưa được công bố bên ngoài. Tôi đã viết rồi nhưng mà cũng chưa có được nhiều người biết tới. Và những cái hôm nay chúng tôi mới cho tất cả mọi người thấy rằng sự tranh dũng, từ anh dũng hy sinh của tất cả những bào tị nạn vì hai chữ tự do là ở chỗ đó. Tôi bị trói từ nhà tù, trong đó có một số anh em bị trói là ban lãnh đạo của khu A Bình Trang. Thì trói từ nhà tù đó, đưa lên máy bay. Thì khi lên máy bay á, thì tại vì trước trong trại chúng tôi đã nói với nhau rồi, nếu mà bị cứng bức á, để sẽ đâm đầu vào cái cửa kính máy bay cho nó bể, chết luôn. Chúng tôi đã bàn với nhau hết rồi. Và tất cả cũng đã quyết chí không về với chế độ Cộng sản mà. Dứt khoát bằng mọi giá không về. Để đã họp với nhau rồi. Và cũng vì lý do đó, khi lên máy bay, thì họ đưa an ninh Thái lên. Mà chúng ta biết là quân đội Thái, cảnh sát Thái to cao lắm, người nó mét bảy mấy bự nè. Thì tôi, một người từ quốc gia này qua quốc gia khác thì phải có passport. Chúng tôi đâu có làm passport đâu. Nhưng khi lên máy bay ấy, thì lại có passport. Khi chúng tôi đứng qua cửa vô thì cao ủy nè, bộ nội vụ Thái, một số người, thì họ cầm passport. Thế họ đọc nhìn đúng không? Nhìn có phải đúng tên anh này không? Không cao ủy đúng thì lại đưa lên. Mà máy mà passport thì chúng tôi không hề ký. Tức là cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, chính phủ tạm dừng và chính phủ Việt Nam đã vi phạm công ước quốc tế. Chúng tôi đâu có làm passport đâu, chúng tôi đâu có ký đâu mà chúng tôi có passport. Là cái thứ nhất. Họ đã làm lậu. Và đưa chúng tôi máy bay phải có mặt. Đứng đó họ cầm từng người một, từng danh sách mà cậu ủy cầm mà. Đúng tên hay không đúng thì bộ nội vụ Thái mới cho lên, Việt Nam mới cho lên. Thì qua cái passport đó là chúng là đã cậu ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, chính phủ tạm dung và chính phủ Việt Nam đã vi phạm công ước quốc tế vì cái passport đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng tôi được biết mỗi một đầu người mà về như vậy á thì chính phủ Việt Nam hưởng 1.000 đô tính trên đầu người. Ngoài ra chính cao ủy đại Liên Hợp Quốc phải tài trợ cho chính phủ Việt Nam những cơ sở dạy nghề nghiệp, cho vay vốn rồi nơi tiếp nhận này kia. Thì qua sự vụ này coi như là gần 100.000 người bị cưỡng bức hồi hương thì chính phủ Việt Nam đã ăn cái số tiền đó. Và ngoài ra những cơ sở vật chất chẳng hạn như là tài trợ học vấn rồi nghề nghiệp rồi xây dựng cơ sở này kia là cao ủy phải bỏ ra thì chính phủ Việt Nam qua đó cũng lấy rất là nhiều. Cái thứ hai nữa, đối với những người mà hồi hương đó, họ chấp nhận hồi hương thì họ về họ được
một số tiền khoảng 300, có người thì 200. Thậm chí có người lên máy bay, có người phát mỗi người 50 đô. Nhưng đối với người cưỡng bức như chúng tôi thì không được một đồng nào hết. Không được một đồng nào hết. Và khi chúng tôi về, mà khi mà cưỡng bức, tức là những anh em bất chợt mà, đâu có chuẩn bị gì đâu. Họ nhảy vô họ bắt thôi, cứ bốn người bắt một người. Và đó họ chở chúng tôi về trại Thủ Đức. Thì khi về với trại Thủ Đức gái thì chúng tôi vô cái là ngồi bắt đầu chuẩn bị lấy hành lý. Thì một số công an họ cũng nói thẳng mà. Họ bảo chúng ta không muốn nhận tụi mày về, nhưng mà vì áp lực chúng ta phải nhận mày về thôi. Thực sự là vậy. Nhưng mà tôi nhớ một cái kỷ niệm đau buồn lắm. Bắt đầu máy bay xuống, máy bay thứ nhất đậu xong một cái. Thì có một người cán bộ cao cấp đứng ra nói chuyện. Ông ta nói như thế này. Chính phủ Việt Nam biết đồng bào vì nhiều lý do phải ra đi, nay phải trở về. Đồng bao Việt Nam sẵn sàng giăng tay đón nhận tất cả quý đồng bào, nhưng mọi hành động phá hoại sẽ bị nghiêm trị. Câu hỏi nó có ở đó. Thì tất cả những anh em mà hoạt động chính trị trong trại cũng như trước đó khi về Việt Nam đều bị làm khó dễ. Và họ mời lên hầu như hàng tháng để điều tra thêm vấn đề này, thêm vấn đề kia, mà nhất là những vật chủ chốt đó. Thì tôi đến trong những vật chủ chốt của Việt Nam Quốc dân Đảng nên bị mời. Và tất cả những người chúng tôi hầu như bị xã hội ruồng bỏ. Cái thứ nhất, đối với gia đình thì gia đình rất sợ. Thì không muốn mình dính dáng hoặc là mình, bạn bè thì không như không tới. Bạn bè cũng sợ mình. Và chỉ có những người hồi hương họ chơi với nhau thôi. Tức là đồng cảnh ngộ. Họ đi lại với nhau, họ chia sẻ với nhau là vì vậy. Và có một điều oái oăm đó là chương trình RO. Thì cái chương trình RO đi vào khoảng 20.000 người. Nhưng chương trình RO họ lại ra như thế này. Tất cả những ai đăng ký hồi hương hoặc cưỡng bức từ ngày 1 tháng 10 năm 95 cho đến 30 tháng 6 năm 96 đương nhiên được hưởng chương trình RO. Thậm chí có những người về rồi, họ đã bỏ rồi, họ lo làm ăn hay là không muốn đi. Nhưng vẫn gọi lại để đi. Nhưng chúng tôi là những người đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng, thì lại không được đi. Nói chung là bên này có sự vận động một số đại sứ Hoa Kỳ, ông dân biểu Smith, người trực tiếp tại Việt Nam là đại sứ Hoa Kỳ Manac, mà người gián tiếp là phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Khi tôi qua đây rồi thì tôi liên lạc với họ, tôi đã cảm ơn, thì họ nói là chúng tôi là những người đã vận động cho anh. Nhưng tuy nhiên muốn được như vậy thì bên này anh em đã vận động tôi từ lâu rồi. Rất nhiều người vận động từ lâu thì mới được điều đó.